Chương 9 Xê ra cho người ta làm báo Vào một ngày chớm đông Một ngày chớm đông của cuộc đời Tôi bỗng muốn làm báo kinh khủng Tôi không thể đợi đến năm 40 tuổi được Người xưa ca tụng lá vọng Nhưng cũng còn ca tụng cả cam la Già lộ khổ mới thành công Thì chán đời Một danh nhân đã phán Cơ hội tới thì đừng ngần ngại gì mà chẳng túm lấy tóc nó. tôi đã túm lấy cơ hội. May quá, cơ hội chưa xuống tóc cúng dường anh anh tội lỗi nên tôi túm được ngay. Sau cuộc cách mạng vĩ đại 1 tháng 11, báo chí sổng chuồng đã đạo Ngô Đình Diệm tơi bời. Hôm nay hai tờ ra mắt, mai thêm 4 tờ tướng đầu quả gáo đổ mậu phải họp báo đi một câu vọng cổ. Than ôi báo chỉ ra nhiều chi rửa. Ký giả không đủ cung cấp cho ngót năm chục nhật báo nên phải vơ bèo gạt tép. Tôi, tôi chính là con tép trong nền vơ bèo của báo chí hậu cách mạng. Người bạn thỏa tuần báo chiến đấu tìm tôi, tặng tôi một dịp may bằng vàng. Này, có ông cố đạo sắp xuất bản tờ nhật báo cậu cậu có viết gì không tôi hỏi ồ oh, viết cái chó gì ở báo của cố đạo kinh bổn thì mình lem nhem quanh đi quẩn lại chỉ nhớ vài tên thánh như ông thánh phao lộ ông thánh phê rô người bạn cười cố đạo này chịu chơi lắm sống giữa đời mà chủ nhiệm cố đã được tòa tổng giám mục cho mặc xi si vin nhào vô đi không viết thì bắt tí địa còm rồi tính sau. Tôi bèn đi gặp chủ nhiệm nhật báo Mộc Tồn, nhật báo nhân danh những kẻ bị hất khỏi vùng huê lợi mà chiến đấu với giai cấp giá trị mới. Chủ nhiệm Mộc Tồn tiếp đón rất niềm nở. Ông ông đã cộng tác với báo nào chưa? Dạ, dạ thưa cha, con, con đang cộng tác với báo, báo vợ ạ. Chủ nhiệm mọc tồn cười ha hả. Ha ha, ông này có khuynh hướng hài hước. Tốt, tốt, bon bon. À, mà kia ông ký bút hiệu gì nhỉ? Tôi, anh Dũng đáp. Dạ thưa cha, rất là nhiều bút hiệu. Con, con thay đổi tùy theo cái sự đổi thay của đẳng cấp công chức. Thoạt đi làm cho nhà nước, con ăn lương phù động, nên ký là Nguyễn Phù Động. Năm sau con ký Trần Công Nhật, rồi Lê Khế Ước, rồi Phạm Lương Khoán. Dạ sắp ký Lý Chánh Ngạch thì cách mạng cho cụ Diệm đi tháo tổng. Tôi ba hoa xích thố, bấm cha từ lúc có cách mạng xảy ra hàng ngàn chuyện nhí nhố. Ôi vợ tuồng mới, do những anh kép cũ diễn xuất thật là tức cười. Con nãy định viết bài kép cũ tuồng mới, chủ nhiệm mộc tồn hân hoan viết đi còn trần chờ gì nữa, nhật báo mộc tồn sẽ giới thiệu anh như một khám phá mới. tôi hỏi, dạ chửi bới vuông vít được chứ cha? chủ nhiệm báo mộc tồn vỗ vai tôi thân mật, chửi hung hăng con bọ xít vào, những thằng nào hôm qua là cần lao nay quai mồm bôi bẩn cần lao nhớ chửi cả họ nhà nó đấy là ở trang ngoài còn trang trong anh đặc trách viết thêm cái tiểu thuyết hấp dẫn dạ có hiếp dâm không hôn môi thôi mà hôn nửa phút thôi nhá dạ nhân vật nữ lúc ngủ ăn mặc ra sao ờ như ăn mặc đi phố vậy buổi gặp gỡ thật là chu đáo tôi thấy mê cái ông cố đạo này quá Cố đạo ở Paris về nó cũng khác cố đạo Bùi Chu, cấp tiến ra Phết. Tôi về khoe nhặn với nhà tôi. Em à, Đức mẹ đã cứu giúp anh. Đức mẹ dẫn anh đến viết báo cho cha Nguyễn xây dựng chủ nhiệm Nhật Báo Mộc Tồn. Nhà tôi gượng vui. Báo Mộc Tồn hả? Tôi nhún vai. Mộc Tồn là cây còn. Cây cối trên quê hương này thì phải tồn tại mãi. Nhật báo chống cậu bảo vệ cây con em à. Nhà tôi chép miệng. Tên báo nghe thấy mùi rửa mặn. Mà anh giết những gì? Tôi kể lẽ Trang ngoài á thì anh chửi thiên hạ. Trang trong á thì anh viết ái tình phiêu lưu xã hội tiểu thuyết. Lương anh nặng lắm là cũng 10 xín. Anh vẫn làm biên tập viên cho bộ thanh niên. Nhà tôi thở dài anh anh tính chửi ai tôi nói thì bọn đầy tớ của cụ diệm nhà tôi nằm vật xuống giường thở hắt ra tôi biết nhà tôi đau khổ vì tôi sắp đi viết báo nàng vùng ngồi dậy sau một hồi lăn mình cha nào đứng tên chủ nhiệm cha xây dựng có chắc là cha không thời bây giờ sư hổ mang cha ban bệnh thiếu gì em ơi cha xây dựng có thẻ căn cước bọc nhựa do chúa cấp ký tên và triện sống đàng hoàng vậy mà cha làm báo chửi bới đâu phải chửi bới em cái nghĩa chửi bới văn chương là hạ những con chó hai chân của xã hội một tồn nhật báo đã cậu và xây dựng con người theo tinh thần ki tô giáo anh anh định đả kích ai đầu tiên đả kích cả nước mặc xác anh, tôi không có ý kiến gì nữa. Tôi xê ra để anh làm báo. Xin anh cứ việc báo đời, đừng báo hại mẹ con tôi. Tôi, tôi không thể để tuột cơ hội được. Tôi, tôi phải tiến lên, tiến vọt cho kịp đà chạy của nền cách mạng tháng 11. Nền cách mạng có nhiều chiến sĩ anh dũng quả cảm như Phan Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, Đỗ Mậu. Em ơi, Phượng của anh ơi, anh lại em. Em hãy vui vẻ để anh đi hôi đi mót một chút sự nghiệp cách mạng em nhé. Anh anh sẽ đi đổ vỏ ốc cách mạng. Nghĩa là rất có thể anh sẽ dùng ngòi bút của anh đánh đập cái xác chết của anh em ông cụ Diệm. Anh anh sẽ là nhà báo cách mạng. Em ơi, giá anh lén phén xuống ngã ba chuồng chó bị kiểm tục nó bắt nhốt ở Chi Hòa để được cách mạng. Giải phóng thì thành tích cách mạng của anh nó còn khiếp nữa. Nhưng em yên chí anh sẽ nói phép chế độ mật vụ Ngô Đình Diệm, đè nghiến văn tài anh. Chế độ ấy cấm anh viết, anh anh sẽ trả thù cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu bằng cách tả ông ta nạo sái và hít tô phe. Anh sẽ bịa ra những con đường hầm trong dinh Gia Long. Nhà tôi hẳn học nói, Anh đã kích cụ Diệm thì anh tồi lắm và hèn nhát chửi bới bà Nhu còn hèn hơn. Sao bà Nhu không có bà Nhu đâu? Người viết báo không báo hại vợ con là người viết sự thật, viết cái cảm nghĩ của lương tâm mình. Tôi... tôi bóng cột hứng. À, thế hả? Nhà tôi liếm mép. Anh có can đảm hay đã đả kích người Mỹ? Vì khi sự ồn ào của cách mạng lắng xuống là sự rối loạn nổi lên, sẽ khốn nạn tồi tệ gấp ngang lần. Tôi trợn mắt. À, em cười chính trị nhỉ? Đọc ở đâu đó? Nhà tôi nhún vai, nghe đài BBC đó. Tôi gật gù cái đầu rậm bù như tổ quả. À, em tiến bộ ghê hả? Nói chuyện chính trị quốc tế lận. Là... Nhà tôi nói, chẳng tiến bộ gì cả. Em thương cụ Diệm nên muốn biết ngoại quốc họ có thương cụ Diệm không. Em đọc cuốn mới nhất của bà Suzanne laban thấy càng thương cụ Diệm. Anh đã muốn viết báo em chẳng thể ngăn cản anh Chỉ xin anh đừng làm công việc đê tiện là chửi bới người đã chết Không ai phê phán nội cụ diệm trừ lịch sử Và lịch sử nó còn chờ đợi Tôi... tôi đâm phục nhà tôi Đàn bà luôn luôn có lý Ít khi nhà tôi để ý chuyện chính trị vậy mà hôm nay, trước giờ phút giã từ vợ đi làm báo, nhà tôi đã khoái cảm vung vít khuyên tôi chớ nên a dua vào chiến dịch đái vào đầu lâu kẻ chiến bại như gia long ngày xưa đã đái vào đầu lâu anh hùng quang trung tôi bèn tuân theo lời vợ khởi sự nghiệp viết báo ngược chiều cách mạng nghĩa là khi các báo nịnh bợ cụ diệm hôm qua đang rạch miệng chửi bới cụ nặng lời thì tôi nguyễn văn lương với biệt hiệu phù động công nhật khế ước lương khoán chính ngạc, đã anh dũng bênh vực cụ diệm hết mình. Tôi bị các ông thiết bản đạo nhân bên báo Hành Động và ba vui bên báo Dân Chủ gán cho cái tội liếm gót chân con mẹ Nhu. Vợ đã dạy con đường phải, ta hãy can đảm tiến lên. Chó sủa mặt chó, đoàn người bảo vệ lẽ phải cứ đi. Và tôi đi mòn mấy đôi giày trên nhật báo một tồn của cha xây dựng. Đây là tiếng mõ làm nhức óc bọn kép cũ tuồng mới. Đó là sân khấu nham nhở vừa vén màn. Tôi thì mua bút. Mộc Tồn bị tướng Đỗ Mậu đóng cửa 30 ngày. Tướng Đỗ Mậu được tôi và Tuyết chiếu cố thật kỹ. Đến nỗi trong buổi họp báo, phẹt mê bu mười mấy tờ báo chế độ cũ, tướng Đỗ Mậu đã hành học nói. Tôi cảm ơn kỳ giả Nhật Bảo Mộc Tôn đã việc nhiều với tôi, nhưng tôi không là gì họ tôi đã biết họ từ 10 năm nay. Tướng Đỗ Mậu muốn nhấn mạnh rằng, mẹ các anh mộc tồn, các anh ở lò cách mạng quốc gia sọt so ti, các anh bên ông Diệm đập tôi là đúng rồi. Tôi về viết báo trả lời tướng Đỗ Mậu nhắn ông ta rằng tôi mới vào nghề viết báo. Nhưng mà ông chủ nhiệm bắt đầu rét ngòi bút của tôi, ông bỏ bài ấy đi. Đang trên đà hung hãn tôi tuyên chiến với bọn nhện nướng xuống đường, suýt bị đốt xe rồi bị du vào cái thế chửi bối hội đồng nhân dân cứu quốc các vị linh mục khen ngợi tôi ra rít tôi sướng phỏng mũi lên và ai bảo tôi viết bài chửi kẻ nào đó tôi hăng say viết ngay viết xả láng cha xây dựng biết nhiều chuyện hậu trường chính trị cha kể cho tôi nghe và xui tôi công kích thậm tệ những người không cùng phe ta cả nước khoái cái lối chửi của tôi Tôi thành công dễ dàng quá, hoa chiến thắng khoác đầy cổ tôi, nhưng nhưng không làm nhà tôi vui vẻ. Tôi mới hỏi, Ở à, nay Nguyễn Văn Lương tự lương khoán chế ra một lời viết vô cùng độc đáo, tại sao nàng chẳng lại khích lệ nhỉ? Nhà tôi xua tay, anh, anh mới tập nghề cải lương nữa đó hả? Tôi nói, không em à, anh kéo màn cho những vợ thù mới do kép cũ đóng, chúng nó đóng vụng về quá làm anh bật cười và và muốn ném cả cả chua thối. nhà tôi cảnh cáo anh coi chừng đừng có ăn cuộc đời mình vào lập trường phe nhóm anh sẽ bị chết lây hay mang tiếng là bè phái. tôi anh dũng vỗ ngực quân tử phò bại chứ không phò thắng. nhà tôi nhún vai rất là cinema anh tưởng thiên chúa giáo ở Việt Nam đang bại à anh lầm to họ sẽ khỏe hơn bao giờ hết tôi cấu lên cô cô bình thiên chúa giáo của cô hả nhà tôi cười em em đâu có phải người hố nai nhưng thiên chúa giáo không có bại những kẻ tưởng thiên chúa giáo bị Phật giáo ác vọng là những kẻ đã xuống đường biểu dương lực lượng thiên chúa giáo được hưởng ân huệ hàng trăm năm rồi thì phải xê ra cho Phật giáo hưởng chứ. Cái gì lại cứ giành độc quyền vậy? Nhật báo một tồn của anh đã dở cái giọng ghen ăn. Anh anh có được chia phần hay không mà la lối ghê vậy? Nhà tôi có lý. Lại có lý. Mãi mãi có lý. Tôi tôi vội fan ngồi bút lại và vào một ngày cuối năm vì tranh đấu lương tháng 13 cho anh em thất bại tôi tôi đã dã từ cha xây dựng của nhật báo Mộc Tồn. Một nhật báo chủ trương công bằng bác ái nhưng thợ viết không có lương tháng 13. Và tuy nhật báo Mộc Tồn gây dựng cơ sở bằng mồ hôi nước mắt của thợ viết, xong có thợ viết phải bỏ Mộc Tồn đi làm cho Mỹ nửa buổi mới đủ tiền nuôi gia đình. Tôi nhớ mãi ngày cuối năm ấy tôi hiên ngang tuyên bố Cha không trả lương tháng 13 thì ra riêng tôi tôi sẽ nghỉ viết Tôi tôi cóc cần lương tháng 13 nhưng danh dự của tôi đã bị xúc phạm Tôi tranh đấu cho anh em bất thành tôi tôi phải xử lấy tôi Bằng mọi cách mộc tồn giữ tôi lại vì tôi đang ăn khách Không được tôi phải đi phải thoát khỏi cái chân trời ngã ba ông tạ phải xa lánh những con người tưởng bầu trời chỉ to bằng cái sân tòa báo một tồn. Tôi sang viết cho nhật báo tháo cái của chủ nhiệm mùn xảo. Nơi đây là nơi dụng võ của tôi. Lương khoán nội danh ở những mục nham nhở, viết nham nhở mãi, nó hóa ra nham nhở. Nhà tôi chán hẳn, nàng khóc lóc khuyên tôi. Anh à, anh trở về với cha xây dựng đi. Anh đừng làm mọi cho thằng mùn xảo, em nghe nói thằng ấy bất lương lắm. Tôi hét lên. Nó bất lương mà nó chi tiền sộp, còn ông cố đạo thì để thằng quản lý răng đen, bóc lột và ăn quỵt lương tháng 13. Nhà tôi ấm ức, cha cha đối với riêng anh tốt thế là đủ rồi. Tôi nghiến răng, tôi không cần ông ấy tốt với tôi. Tôi viết ăn khách, ông ấy mới tốt chứ viết cả là mèn, ông ấy đã đuổi tôi rồi. Nhà tôi chỉ nói có thế rồi ngồi khóc. Tôi không hiểu vì lý do gì nhà tôi lại ghét tên chủ nhiệm mùn sẩu của tôi thế. Thằng nào làm chủ chẳng bất nhân, cứ chỉ cái thằng mùn sẩu. Chỉ tôi đã quyết tôi hung hăng nói, Em, em biết cái gì, xê ra cho người ta đi làm báo. Và tôi bắt đầu mê báo hơn mê nhà tôi. Tôi làm đặc phái viên, nay bay ra Huế, mai bay xuống Cà Mau tôi đi thăm dân cho biết sự tình đến mòn cả người bỏ cơm đi họp báo ngày hai lần họp báo cho nó thành cái lệ với vợ con không họp báo thì thì họp đánh bạc từ ngày sang làm với nhật báo tháo cái tôi học được nghề đánh phé tôi cứ đi liên miên gia đình tôi đâm ra lục đục nhà tôi cào chào một tôi cào nhào mười tôi tôi sẵn sàng bợp tai nhà tôi những cú nảy đom đóm mắt cái tội to nhất của tôi đối với nhà tôi là tội nói dối. Đàn bà rất ghét chồng nói dối mình. Thật tâm tôi nào muốn nói dối nhà tôi. Chẳng qua vì nể vợ, thương vợ mà phải nói dối. Thí dụ đánh bạc cả đêm. Sáng sau lò dò về vợ hỏi anh anh đi đâu suốt đêm qua? Lại nói thật anh đi đánh bạc thì nó chó quá. Phải phải phịa ra một chuyện hợp tình hợp lý thuộc loại thời trang một tí nên tôi thường nói anh anh bị xúc vào boss em à giấy tờ của anh không hợp lệ may quá thằng cò nó là bạn cũ nó thả anh ra tin sư nhà nó sáng bảnh mắt nó mới đến làm việc nhà tôi thoạt tin ra phép nàng ái ngại cho một đêm trong tù của tôi nàng hỏi thăm rorit mũi mũi nó có đốt anh không không anh là nhà báo cảnh sát nể anh cho anh mượn cái ghế bố có mồm anh nằm ngủ nhưng không ngủ nổi em, anh sợ em ở nhà mong anh nếu nếu không gặp bạn cũ thì sao? Thì anh sẽ được giải qua quân vụ thị trấn để xuống Quang Trung rồi mọi chuyện tính sau. Hên ghê à nha. Đâu có hên. Đêm qua bị phản phé bài hai đôi xì đầm ăn chắc mà vẫn bị cây sắt thứ năm của thằng Pôn Húc nó át rộng. Thế là cháy túi. Vay chủ tiệm mùn sẩu hai tháng lương rồi trừ dần. Ờ, ờ, hên em à. Nhà tôi khuyên tôi ngủ lại cho lại sức. Tôi thở hắt ra, thoát nạn. Cái nghề nói dối nó dễ lòi đuôi, kẻ đã quen mùi thấy mùi lại ăn mãi. Hóa nên tôi đã bị vỡ mặt, đêm ấy tôi đánh phé tại trà chủ nhiệm mùn sầu. Định 11 giờ về, đúng 11 giờ, cái ngôi nhà thầy chùa thích trí tuệ dẫn xác tới đòi nói chuyện với chủ nhiệm. Mùn sầu xua tay, oh, không tiếp đâu, đuổi hắn về đi. Một con bạc dân nhà báo nói, Việt tấn xã đang bài choảng anh chọc này cú nặng khủng khiếp. Ông tướng tặng anh chọc một trưởng. Chắc anh đến để lại tháo cái để tháo cái đừng đăng. Môn sổ cười ngó tôi. Anh thua đậm thì xuống bắt địa gấp đi. Tôi bèn phóng xuống vồ con mòng. Mô Mồ Phật, bạch thầy có chuyện chi đấy ạ? À? Nhà sư đầy vẻ bối rối. Ồ, tôi cần gặp ông mùn Sẩu. Dạ bạch thầy, Môn Sẩu đang bận đưa ba đầm dắt chó đi chơi. Tôi là lương khoán tiếp thầy thay cho mùn sáu Ban đêm sao lại đưa bà đầm dắt chó đi chơi? Dạ, bạch thầy con cầu ở lá thứ ba rút được con đầm. Ông ấy mãi đánh xì hả? Dạ, dạ thầy có lên rút một tí không? Nhà sư mô Phật loạn cào cào. Rồi dở cái giọng lan và điệp. Bần tăng đâu có biết đánh xì. Tôi hỏi, dạ bạch thầy vậy thầy chơi được bài cao không? Nhà sư lắc cái đầu chẳng nhẵn thín tí ti ông cụ nào mà than rằng bài cào cũng không đi tu chỉ có biết đánh chuông mà vẫn chẳng yên tôi vội gãi vào chỗ ngứa của nhà sư thích cả trí lẫn dũng bạch thầy chắc thầy đang gặp lúc tan gia bối rối hay là đang đánh đàn tì bà thì bị đứt dây nhà sư ai oán kể người ta hại tôi người ta vây chùa bảo tôi tham nhũng đồ lễ phật và chứa chấp sư con trốn quân dịch báo nhà nước đã đăng. Liệu báo tháo cái có đăng không? Tôi vờ vịt. À vậy thầy đây là thượng tọa trí huệ. Nhà sư sáng rực đôi mắt. Chính là bần tăng. Y hệt con gà trống trong cuốn lách tuya lớp đồng hấu vỗ cánh gáy cúc cù cu mà khoe. Sẽ moi le cọc của cô ri cổ. Mặc sụp mông bếc sở thái sở gom cô tôi tấn công tút suyệt kẻo khuya nó ngội điện. Dạ bạch thầy bổn báo đăng nguyên văn bài báo ở Việt Tân Xã. Nhà sư đần mặt ra. Chết bố tôi rồi, bây giờ làm sao? Tôi cười nham nhở. Bây giờ phải hủy tờ báo đi nếu muốn ạ. À. Nhà sư tươi tỉnh như một nhà sư nào đó trong ca dao Việt Nam khi thấy ba cô đội gạo lên chùa. Tôi, tôi muốn lắm. Lúc này đẳng cấp giá trị mới sắp xếp nhất điếm nhì sư tam si tứ cố. Vậy sư đông bạc nhiều vàng, đầu trọc lái xe deluxe, không à? Lại có ông ngồi ngất ngưỡng băng sau, ri đô che gáy, tài xế chạy phơi phới. Bắt địa sư mô cố đạo hổ mang là bổn phận của nhân dân đối rách, là giúp sư mô sớm siêu thoát, là giúp cố đạo được lên thiên đàng. Sư và cố đạo nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều huê lợi để làm chi? Hãy bắt địa thà moi tiền của sư cố hổ mang cho gái giang hồ lại tròn cái viên quả phúc. Tôi bèn nói, dạ tháo cái in 40 ngàn số, mỗi số giá vốn là 3 đồng 8 trang, tính ra mất 120 ngàn. Hủy số báo đi phải làm liền số khác, tiền thợ sẽ gấp đôi. Nếu thầy muốn hủy số báo ra chưa mai, thầy nên trả mỗi số 5 đồng, tổng cộng 5 000 đồng. Nhà sư ngạc nhiên, ủa chưa mai mới ra báo cơ mà, tôi trộn vì sợ điện cúp tháo cái in trước 12 tiếng đồng hồ. Nhà sư suy nghĩ dây lát rồi nói, được, tôi hỏi thầy bay dê luôn chứ. Nhà sư đáp, tôi không có mang tiền theo. Sáng mai đúng 7 giờ tôi đến tòa soạn đưa cho ông 200 ngàn đồng. Đã quá giờ giới nghiêm, nhà sư cáo từ hẹn sẽ gặp tôi sáng mai với bọc tiền của Bắc Kỳ Nghĩa Địa. Tôi nhảy phóc lên bàn xì khoe nhặng Xong rồi, tôi cho anh chọc ấy vào chồng rồi. Mỗi bạn có mặt ở đây sẽ được chia vài bó để tiêu tết. <laughs> tôi không về nhà được. Đành nằm chờ sáng tại nhà mùn sầu lòng lo ngại vô cùng. Tôi biết chắc nhà tôi đang thức chờ tôi. Một tiếng xe của ai chạy qua cũng làm nhà tôi hồi hộp. Tôi trách móc tôi đã quá mê cờ bạc gây phiền lụy cho vợ con. Sáng sau, thay vì về nhà, tôi lại phóng xe lên tòa soạn nhật báo tháo cái tôi chờ trí tuệ nộp bạc. Tôi sẽ đem về khoe nhà tôi. Đêm qua anh Hên vét hết tiền làng. Qua bảy giờ thích trí tuệ vẫn không tới. Rồi ông ta không tới. Tôi bị ăn thịt thỏ. Vài bữa sau mới hay một bạn ký giả trong chiếu bạc đã dậy sớm nhất đòi về để phóng xuống Bắc Kỳ Nghĩa Địa bắt của trí tuệ 10.000. Anh ta nhân danh mùn sẩu cam kết với thân chủ của anh ta. Cam kết cho vẫn chứ thực ra báo tôi đâu thèm đăng lại bài ở Việt Tấn Xã dọa thích trí tuệ chơi mà. Bây giờ thì phải nghĩ cách nói dối vợ. Tôi ngồi bóp óc suy mưu tính kế, cuối cùng thì rút từ trong túi ra tấm giấy 5 đồng cổ kỹ, lấy bút nguyên tử viết nhanh. Em mà anh bị bắt ở quận nhất cả đêm, chờ thằng cò hùng sùi nói đến nó thả ra. Em cứ yên tâm, chưa nay anh sẽ về. Tôi nhờ người bạn đồng nghiệp đem thông điệp trong tù cho nhà tôi, Nàng hoảng hốt trang điểm qua loa rồi bồng con chạy lên quận nhất. Không thấy chiếc đô phin OB89 ở đâu mà chỉ thấy cò hùng sùi đang vác cái thùng nước lèo trước bụng. Nhà tôi hỏi thăm cò hùng sùi. Con cò này rất kém thông minh. Nó phăng phăng nói không hề bắt tên nào là Nguyễn Văn Lương đêm qua. Nó giết tôi rồi. Nó hại tôi rồi. Đáng lẽ khi chơi thân với tôi nó phải hiểu tôi mà nói rằng vừa tha thằng Lương khoán về rồi. Nó chẳng chịu đem giấy tờ theo. Trần xì cái thẻ nhà báo nên nhân viên của tôi tạm nhốt nó chờ lệnh của tôi. Nó mà nói thế thì tôi thoát nạn. Đằng này nó còn thêm lời bàn. Chị à nó đi đánh phé với bọn thằng mùn sẩu đấy. Nhà tôi tặc răng nổi giận. Kêu taxi đến tòa soạn tháo cái. Đây là lần thứ nhất nhà tôi tới chỗ tôi làm việc. Thấy mùn sẩu đang kể chuyện tôi ăn thịt thỏ và nói dối vợ. Cả bọn nhà báo cười khúc khích. Nhà tôi càng giận. Nàng phát cho tôi một mẫu giấy anh Lương, anh đừng về nhà nữa. Hay tin nhà tôi đi tìm tôi, tôi đã chạy vô cầu tiêu ẩn núp. Nàng dời tòa soạn là tôi phóng xe về ngay. Than ôi nàng đã về sớm hơn tôi, bãi chiến trường đã tan hoang. Máy chữ bị đập nát, cái máy Olympia sách tay, cái máy ông Phạm Văn Liễu cho đó. Ông ấy cho cái Remington to tổ bố, tặng phẩm duy nhất của ông ta trước khi ông ta bị đời đá khỏi tổng nha cảnh sát. Tôi phải đăng báo gạ đội lấy cái Olympia. Nhà tôi đập nát cái máy chữ. Đập lung tung, bất cứ cái gì có thể đập được là nhà tôi phóng tay phát động. Khi người đàn bà biết mình bị lừa dối khiếp vậy đó. Những ông nào ưa nói dối vợ hãy coi chừng. Nhà tôi nổi cơ tâm bằng lục tặc, đòi đập cả kính xe. Để trấn an tinh thần, tiếc của của nàng. Tôi mở nút chai whisky tu ẩn ngực rồi tiếp tay nàng. Tôi đập phá hung hãn sau đó rượu ngấm vào tim tôi nằm trên độ vỡ mà giả vờ khóc như một kẻ bất mãn cuộc đời tôi khóc hu hu tôi khóc hi hi thỉnh thoảng lại cười hô hố thằng con đầu lòng của tôi bảo em nó ê bố diễu tụi bay ơi những ngày gần đây ông cố vấn hạnh phúc của vợ chồng tôi đã đi ra mãi nha trang làm ăn lâu lâu ông cố vấn mới về sài gòn và ở chơi với bọn con cái tôi vài bữa ông cố vấn nói một câu thật não nùng cứ về nhà mày cứ như người đi trên bãi mìn á. Số tao là số hòa giải. Lần nào tao về tụi mày cũng cắn nhau. Hồi hộp bỏ mẹ đi đó. Ông hé mở cửa sổ. Thấy mấy đứa nhỏ là ông biết ngay tụi mày đang vui vẻ hay đã đấu võ. Lần này vì gần dịp Tết ông cố vấn hạnh phúc khăn gói quả mướp tính về ăn Tết. Không ngờ hé cửa sổ ông thấy ba đứa trẻ đang súng quanh nhau ngó bố nằm trên đồ vỡ khóc hu hu. Ông cố vấn gọi nhặn xì ngầu tí ki đốm mở cửa cho bác công nè thằng tí reo ầm lên bác công về bác công về mẹ với bố đập đồ mẹ đi rồi bố uống rượu bố diễu con kỳ khoe bố hóc giả đò bác công ơi tôi gối đầu trên cái máy chữ đã rụng gần hết chữ nghe đứa con gái đoán tại mình vùng dậy và cười ầm kia à, sao con biết bố khóc giả đò con bé không giải thích chỉ nói con biết chứ Ông cố vấn hạnh phúc đã vào nhà, ông vất cái vali bịch xuống nền nhà. Cắn nhau kỹ quá hả? Tôi nhún vai. Cái hạn cuối năm mà, cổ đi thay người ông à. Ông cố vấn lắc đầu, làm học xì dầu để rồi đập phá cho hết. Tôi thuật lại sự việc cho ông cố vấn nghe, ông chép miệng. Tại mày hết, ai bảo mày nói dối, đã đi đánh bạc, còn nói dối. Tôi cáu, ông biết cái chó gì, ông lấy vợ đi rồi, rồi ông sẽ thương tôi ông cố vấn hét câm mồm con mày nó cười mày đó nó bảo mày diễu mày đúng là thằng hề rồi mày sẽ hết dậy con mày ông cố vấn cởi phăng quần áo còn cái chật xì cái xà lõn ông bắt tay vào công việc tái thiết dinh độc lập nửa tiếng sau quang cảnh điêu tàn biến mất vừa đúng lúc nhà tôi về nàng nằm vật vã trên giường bù lu bù loa em biết trước mà anh khốn nạn vì anh đi làm báo với những thằng khốn nạn những thằng chỉ biết cờ bạc hút sách và anh nói nham nhở. Bảo anh trở về với cha xây dựng anh không nghe, anh đi đàm đúng với bọn vô giáo dục. Tôi vừa định mở miệng, ông cố vấn, hạnh phúc đã kê cái tủ đứng vào họng. Đúng thế rồi, mày nên im đi. Tôi bèn im, nhà tôi lại nhảy một tiếng đồng hồ liền. Đàn bà sao cái gì cũng dai thế không biết. Khóc dai, nhớ dai, nói dai, Tôi ngồi chịu trận, cứ như anh em cụ Diệm ngồi nghe đài tiếng nói quân đội của Nguyễn Văn Hinh đã kích hồi cụ mới về nước chấp tránh ấy. Theo chiến dịch, địch nói ta im, ta sẽ khỏe và địch sẽ mỏi mồm. Nhà tôi kể tội ác Việt Cộng của tôi từ ngày vợ chồng mới cưới nhau. Cái bập tai đầu tiên xảy ra hôm nào, giờ nào. Câu nói vũ phu dài bao nhiêu chữ. Tôi tỉnh bơ ngồi hút thuốc lá, đôi lúc muốn ăn thua đủ với vợ, nhưng ông cố vấn hạnh phúc cứ chiếu đôi mắt cú vỏ át giọng tôi. Ông cố vấn hạnh phúc đúng là U Than, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thứ U Than, trung lập, thân cộng sản. Khi tôi không nghe thấy đài phát thanh bình luận, nhà tôi đã ngủ thiếp đi, ông cố vấn hạnh phúc bảo, Cái gương tủ, mai này đi mua về thay nhé, tao để dành được món tiền cho mày đấy, dẫn nó đi chợ Tết mà chi địa. Ngay chiều hôm ấy tôi cởi trần lấy búa đập những mảnh gương lớn còn bám lấy khe cửa chìa những mũi nhọn trông đến phát khiếp. Mấy đứa con phụ sức bố bê từng gói kiến nhỏ được bọc bằng nhiều tờ báo xuống bếp vất vô thùng rác. Tôi dùng tuột nơi vít, đẩy miếng cây kẹp mảnh cạc tông dưới mặt gương ra, cửa tủ trống rỗng. Thằng con trai đầu lòng vỗ tay. Bố đề quá ta! Đứa con gái rèo lớn. Bố gồ ghê quá ha anh tí! Nhà tôi phì cười, Vậy là chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh sau cuộc chiến tranh nóng. Tại sao những cuộc chiến tranh của nhân loại đã không có những đứa trẻ con ăn nói ngô nghê khiến hai nước thù hận phải phì cười nhỉ?